là ông người giáo đó sẽ tiếp tục lắc năng sao. Tốt, dẫn chương trình tốt. Trong cái bài này chúng ta sẽ có một số cái hàm hỗ trợ để xử lý dữ liệu. Hàm hỗ trợ xử lý dữ liệu. Ví dụ như thôi. Ví dụ người ta hỏi là lương cao nhất là bao nhiêu? Lương cao nhất là bao nhiêu? Lương thấp nhất là bao nhiêu? Lương trung bình là bao nhiêu? Tổng thu nhập là bao nhiêu? Có bao nhiêu hợp đồng đã được ký? Được chưa? Ví dụ như những câu hỏi như vậy thì chúng ta dùng những cái hàm tương ứng để chúng ta xử lý. Và có những cái hàm mà chúng ta phải rút lại chúng ta mới tính được. Có những hàm chúng ta không cần rút. Ví dụ người ta hỏi lương cao nhất theo từng phòng ban chứ không phải là lương cao nhất của công ty, thì chúng ta phải rút từng phòng ban rồi chúng ta mới tìm lương cao nhất của từng phòng ban. Như vậy bây giờ mình làm những cái hàm đơn trước. Mat min, bây giờ trong này nó có cái gì liên quan đến mat min? Ví dụ tổng tiền liên quan đến mat min. Vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng mat. Mình sẽ tìm cái gì? Ở đây trong bảng hóa đơn mình sẽ tìm là tổng tiền cao nhất. Tổng tiền cao nhất. Vậy chỗ này chúng ta sẽ select. Select. Trước tiên nếu như mà bạn không biết nó có những trường nào thì bạn cứ sao from hóa đơn. Rồi, sao hóa đơn. Và phía bên trên này mình sẽ dùng cái hàm là max của tổng tiền. Tổng tiền cao nhất. Max của tổng tiền. Như vậy thì các bạn chạy trước cái hóa đơn này đi. Bạn xem thử cao nhất là mấy. Ví dụ như tổng tiền ở đây. Đây, mình bấm short của tổng tiền. Nó là bao nhiêu các bạn? 90 triệu. Bây giờ mình chạy cái câu lệnh query này. Mình coi nó ra số mấy? 90 triệu. Bởi vì mình chỉ xuất cái lương cao nhất thôi mà. Đây. Mình select chỗ này là lương cao nhất. Còn mình không xuất gì thêm. Vậy chỗ này nếu như thầy muốn xuất thêm mã hợp đồng phải lương cao nhất, thử xem nào nó ra cái gì. Ví dụ mình xuất mã hợp đồng lương cao nhất, tổng tiền cao nhất. Ra gì nào? Ở đây. Tại vì nếu như mà chúng ta select như vậy đó thì nó không query được. Mà chúng ta sẽ chuyển cái gì? Cái này xuống dưới. Nhìn nhé. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cách khác. Đối với chỗ này chúng ta sẽ xuất ra mã hợp đồng và với điều kiện là tổng tiền bằng max tổng tiền. Limit không. Select. Rồi, ok. Chỗ này chúng ta sẽ max tổng tiền. Chúng ta sẽ bằng select max tổng tiền from hóa đơn. Như vậy nó sẽ chạy câu lệnh kép. Chỗ này mình sẽ để sao đi.
Đây là cái hóa đơn này có tổng tiền là cao nhất đây. Như vậy hồi nãy cái câu lệnh này nè, có phải là mình đã tìm ra được 90 triệu không? Nó cho mình con số, phải không? Cái câu lệnh nhỏ này nè, nó cho mình một con số. Và thay vì mình có thể dùng câu lệnh nhỏ thì mình gõ chỗ này là 90 triệu được không? 123, 123. Phải không nào? Thì thay vì mình gõ một con số cụ thể thì mình chạy một cái lệnh để mình tìm ra giá trị lớn nhất và tìm những hợp đồng nào mà có cái tổng tiền bằng cái giá trị lớn nhất mà mình tìm được. Nó giống như là một cái bài toán của lớp 6 vậy đó. Hoặc là lớp mấy ta? Lớp 4, lớp 3 gì đó. Trong ngoặc làm trước, ngồi ngoặc làm sau. Những câu query nào mà nhỏ thì nó chạy trước. Nó chạy cái này để nó tìm ra được tổng tiền cao nhất. Được không? Chỗ này mình muốn xuất cái hóa đơn mà có tổng tiền nhỏ nhất thì mình dùng chỗ này là min. Min 60.000 là hóa đơn 30. Bây giờ mình sẽ thử mình xuất ra 2-3 cái hóa đơn mà có cùng giá tiền thử coi. Ví dụ mình sẽ sửa lại một cái hóa đơn. Hồi nãy thấp nhất là nhiêu nhỉ? 6 này đúng không? Hóa đơn 30. Mình sẽ copy cái này, mình đặt lên trên, mình sửa lại một hóa đơn, hai hóa đơn. Như vậy thì thầy đã có được 3 hóa đơn mà có giá trị bằng là 6 triệu. Apply một cái. Nó nói là cập nhật, update, set tổng tiền bằng. Rồi, mình đã có được 3 hóa đơn cùng giá thấp nhất. Chạy lại câu query này. 3 hóa đơn mà có giá trị đều là 6 triệu. Hiểu được câu lệnh này không? Select cái gì? Từ đâu? Với điều kiện là gì? Như vậy chúng ta đã dùng được hàm min. Bởi vì nếu mà hàm min này cơ bản mà chúng ta dùng riêng một mình nó thì gần như không có ý nghĩa lắm. Nếu như mà hàm min này mà chúng ta dùng một mình nó như thế này không có ý nghĩa mấy. Bởi vì tìm min để làm gì? Đúng không nào? Tìm min nó không có ý nghĩa. Mà mình xuất ra hợp đồng nào mà có tổng tiền nhỏ nhất để mình nhìn thấy cái hợp đồng đó là ai ký, ký với ai, bán cái gì. Hiểu được nội dung chưa? Chứ còn mình xuất ra cái số mà 6 triệu này đâu có ý nghĩa gì đâu. Đúng không? Mà nó có ý nghĩa khi bạn ghép chung với một câu query khác. Thì cái 6 triệu của chúng ta nó có ý nghĩa là mình xem thử những hợp đồng nào mà có giá trị thấp nhất. Thấy min thấy mắc chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ hỏi nè, mức lương trung bình của công ty là bao nhiêu? Hay là đối với bài này mình nói là tổng tiền trung bình của tất cả các hóa đơn là bao nhiêu? Và những hóa đơn nào dưới cái trung bình đó thì cũng tương tự. Ví dụ như trong công ty đôi khi mình cần những cái báo cáo vậy không? Có. Tức là mình xem thử là mức lương trung bình của công ty là bao nhiêu. Ví dụ như là 10 triệu một tháng. Vậy xem những bạn nào mà có mức lương dưới 10 triệu, dưới mức lương trung bình thì mình xem xét để mình tăng lương chẳng hạn. Được không? Như vậy
mình sẽ dùng thêm cái hàm array vô đây. Thì chỗ này mình không dùng min nữa, mà mình sẽ sử dụng cái hàm AVG, tức là tính lương trung bình. Mình sẽ chạy thử cái lương trung bình. Chú ý chỗ này nhé. Lương trung bình của chúng ta. Chú ý, hết sức chú ý chỗ này. Lương trung bình của chúng ta nó ra là 35.250.000. Đôi khi không có một cái hóa đơn nào bằng giá này cả, bằng cái tổng tiền này cả, bởi vì nó là trung bình mà. Thì mà bạn chọn tổng tiền bằng giá trị trung bình, đôi khi không có nha các bạn. Đôi khi không có nha. Để coi có không. Không có. Bởi vì giá trị này không tồn tại trong cái bảng của mình. Như vậy mình có thể tìm gì? Bé hơn hoặc bằng hay lớn hơn hoặc bằng thì có. Bé hơn hoặc bằng, tìm những cái hợp đồng nào mà có tổng tiền bé hơn hoặc bằng giá trị trung bình. Đó, đây, những hợp đồng mà có giá trị bé hơn hoặc bằng. Được không? Được không nào? Như vậy thì cái bài toán của chúng ta nó có ý nghĩa. Còn nếu mà mình lấy giá trị trung bình ra mà mình nhìn thì cũng chưa nói lên được gì. Như vậy mình đã áp dụng được bài toán min, max, average. Được chưa? Hiểu không? Rồi mình tạm dừng cái phần này ở đây. Min, max, average.